Em xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay là phiên bán hàng ngày mùng 9 tháng 6. Hôm nay vừa lăn Hà Nội có về rất là nhiều các mặt hàng đẹp các bác nhé. Rất là nhiều luôn ạ. Hôm nay về rất là nhiều hàng mới đẹp. Thì các bác theo dõi đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 553232 hoặc số điện thoại là 0932 292299. Cả hai số điện thoại trên nhà em đều có Zalo các bác nhé. Các bác có thể là nhắn tin điện thoại hoặc Zalo theo hai số điện thoại trên ạ. Thì hôm nay hàng về rất là nhiều, thì mong là được các bác theo dõi video và ủng hộ em nhiệt tình các bác nhé. Mở đầu video thì em mời các bác ngắm một cái giò cáo to bằng hàng rừng, cánh mai rất là đẹp luôn này, các bác thấy chưa? Đấy, cánh mai tròn rất là đẹp nhé, bông nó hơi sơ mi rất là xinh. Giò cáo này thì cái ngồng hoa của nó rất là dài. Đấy thì hôm nay em cũng chia sẻ vừa bán vừa kỷ niệm các bác nhé. Giò này mọi khi em chia sẻ với giá là 1 triệu thì hôm nay bác nào lấy em sẽ để cho các bác về giá là 900k để các bác về chơi hoa luôn, bởi vì là cây nó vẫn đang còn nụ. Đấy, vẫn đang còn nụ và hoa mới nở rất là xinh luôn. Thì bác nào mà mang về chấn vườn là rất là đẹp các bác nhé. Một giò cáo cao bằng, hàng thuần vườn rất là lâu rồi ạ. Đấy, giò rất là to các bác nhé. Giò to mật kích luôn. Về các bác trồng cho em là đảm bảo các bác ưng luôn. Về chơi là cực kỳ ok các bác nhé. Cáo là một trong những cái dòng dáng hương mà luôn luôn được rất là nhiều các bác chơi nan là rất là sưu tầm các bác nhé. Tiếp đến thì ngày hôm nay em tiếp tục lên cái lô Hoàng Thảo Đại Minh rất là đẹp các bác nhé. Thì các video thì em cũng đã lên chia sẻ đến các bác và cũng được các bác ủng hộ rất là nhiều, bởi vì cái cây này ý, hoa của nó rất là đẹp thơm mà nó lại còn lở tết các bác nhé. Trước tiên thì em mời các bác ngắm cái mặt hoa. Mặt hoa của cây Hoàng Thảo Đại Minh các bác nhá, rất là đẹp luôn ạ. Hoa của nó ngồng rất là dài và thơm. Cây này khi mà các bác trồng trưởng thành ý, thì nó sẽ cao được khoảng độ tầm 5-60cm các bác nhá. Đây ạ, đây hoa lửa Tết. Cứ tầm khoảng tầm tháng 11 hàng năm là cây sẽ bắt đầu cho nụ các bác nhá. Đây là hàng khách mua năm ngoái ra nụ này, rất là đẹp luôn. Đấy, và hoa đây các bác ơi, hoa rất là thơm các bác nhá. Hoa cực kỳ thơm luôn. Một cái giả hành tơ của nó thì sẽ ra được, một cái giả hành tơ của nó thì sẽ ra được khoảng độ tầm 2 cho đến 3 bông hoa. Đấy các bác thấy đây này, một chậu như thế này rất là nhiều thân tơ các bác nhá. Nên là khi các bác mua ấy, một chậu như thế này thì đến Tết sẽ có rất là nhiều hoa, bởi vì tất cả các giả hành này đều là hành giả hành tơ tít hết. Đấy, em chia sẻ với giá là 220.000 cho một chậu Hoàng Thảo Đại Minh. Cái này thì các bác cứ trồng cho em. Đấy, hàng thì đây, hàng tơ rất là nhiều các bác nhá, thân rất là nhiều trên một chậu. Các bác về trồng cho em thì đổi chậu các bác nhá, mình đổi sang cái chậu to hơn để cây nó phát triển nhanh hơn. Thì đến khi mà cây trưởng thành ấy, nó sẽ cao được khoảng độ tầm 5-60cm. Đến khi đó là đến Tết là được những cái chùm hoa như những cái bông đuôi chồn ấy các bác, rất là đẹp và hoa cực kỳ thơm các bác nhé. 220.000 cho một chậu, và bác là mua 3 chậu thì nhà em sẽ bao ship các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Tiếp đến thì hôm nay nhà em có về một lô hoàng nhạn 4N rất là VIP các bác nhé. Cây to lắm, cây to lắm là to luôn các bác ơi. Đấy, cây rất là to luôn. Đấy, cây to lắm các bác ạ. Một giò sẽ có 2 cây như thế này. Và nó đã có những cái cục lũa sẵn rồi. Về các bác chỉ cần đặt vào chậu hoặc là các bác có thể là ốp lên lũa cục to hơn các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Thì hôm nay cây về rất là to các bác nhé. Em sẽ để cho các bác xem này. Cái nền gạch nhà em là nền gạch bao nhiêu đây. Nền gạch này là nền gạch khoảng 35. Đấy, nền gạch khoảng 35 các bác nhé. Các bác có thể nhìn này. Cây em xếp ở trên nền gạch này. Đấy, các bác có thể thấy là cây nó rất là to nhé. Đấy, lô này thì em về em đã tuyển những cái cây đẹp nhất để chia sẻ đến các bác. Em chia sẻ cho các bác cái cây này với giá chỉ có là 350.000. 350.000 cho một giò các bác nhé. 350.000 cho một giò. Rất là đẹp luôn. Bác nào chưa có thì nhanh tay sưu tầm nhé. Số lượng có đúng 10 giò duy nhất thôi. Có đúng 10 giò duy nhất thôi các bác nhé. 350.000 cho một giò. Cây rất là to các bác nhé. Cây to cực kỳ luôn. Đấy, thì các bác có thể mua về để ghép, chuẩn bị cho cái mùa nhạn sang năm. Bởi vì cây thì nó nhạn thì nó rất là dễ ra hoa các bạn. Nhạn rất là dễ ra hoa. Các bác cứ trồng cho em là sang năm sau đảm bảo một giò này là phải được vài bông hoa các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Lô này thật sự luôn là em rất là ưng. Cây to và đẹp các bác nhé. Tiếp đến thì em có một giò hoàng nhạn 4N lá rất là mít luôn. Cây rất là to các bác nhé. Em sẽ để các bác nhìn gần cái ghế này. Hôm qua em có một giò ấy, thì em cũng đặt gần cái ghế và các bác đã mua ủng hộ cho em rồi. Giò hôm qua thì nó thấp hơn cái giò này. Giò này cây to hơn các bác nhé. Giò này cây to hơn và đẹp hơn. Giò 3 cây. Cây rất là to và thực sự luôn là cái ghế này là cái ghế ăn cỗ các bác nhá, mà nó đã cao như thế này rồi. Đây các bác thấy chưa, nó cao hơn cái ghế rất là nhiều. Đấy thì giò này của em thì hoa của nó đây, hoa mới sổ sáng nay các bác ạ. Hôm qua nó còn chưa sổ cơ.
Các bác nhìn trên màn hình, hoa của nó đang có màu hơi xanh các bác nhá. Nó màu hơi vàng 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 xanh cốm các bác, rất là xinh luôn. Thực sự luôn là hoàng nhạn, cái màu này là cái màu hiếm nhất các bác nhá. Hoàng nhạn sổ được cái màu này là màu hiếm nhất luôn. Đấy, các bác có thể thấy đây, cây nhà em đây, hoa trên cây luôn, để các bác có thể ngắm được hoa luôn các bác nhá. Nó vừa mới sổ sáng ngày thôi, hôm qua nó chưa sổ đâu, hôm qua mới sổ đúng một bông ở cái bông bên này này. Đấy, còn đâu là mấy cái bông này đều vừa mới sổ sáng ngày thôi. Hoàng nhạn thấy hoa rất là bền và cực kỳ thơm các bác nhá. Cánh mai tròn xoe luôn này. Và các bác có thể thấy màu này của em là màu xanh cốm các bác nhá. Rất là đẹp luôn, thực sự luôn là hoàng nhạn cái cây mà cái màu này là màu đẹp nhất trong tất cả các màu mà hiếm nhất luôn. Và các cây nhà em thì đều đang đẻ con hết rồi các bác nhá. Nhà có 3 cây. Như cây này đang đẻ 2 con nhỏ này. Đấy, cây bên này thì có một con to này, và bên cây cuối cùng kia thì cũng có một con. Đấy thì giò này đang có là đây, các bác thấy chưa? Đây là cây bên này, cũng màu xanh cốm luôn các bác nhá, rất là đẹp luôn. Và giò này của em là 3 cây, rất là to, lá rất là mít như thế này. Em chia sẻ cho các bác một cái giò này chỉ có một giò duy nhất thôi các bác nhá. Đấy thì bác nào lấy ủng hộ cho em chia sẻ cho các bác giò này về giá là 2,2 triệu các bác nhá. 2,2 triệu cho giò này, VIP cực kỳ là VIP luôn. Màu hoa thì rất là lạ các bác nhá, màu hoa lạ và đẹp luôn. Này cây này. Đấy, các cây đều đã đẻ con hết rồi các bác nhá. Cây rất là cao các bác nhìn này, so với cái ghế ăn cỗ các bác nhá, là nó cao hơn hẳn luôn. Đấy, bác nào lấy thì ủng hộ cho em. Tiếp đến thì em có cái cây Samurai hoa trắng, một cái dòng lan phải nói là thơm cực kỳ luôn. Cái này hoa của nó có mùi thơm của kẹo ngọt các bác nhá. Mùi thơm như là mùi kẹo ấy, mùi kẹo rất là sợ thơm, nói chung là nó kiểu như mùi kẹo, mùi hương vali ấy. Nó thơm thơm kiểu như thế, nói chung là rất là dễ chịu. Cái này thì hoa của nó bay khắp nhà luôn. Và trước tiên là em có một giò tác phẩm các bác nhé. Em có một giò tác phẩm, nó đẻ rất là nhiều con và cây rất là cao như thế này. Đây các bác có thể thấy là cái ghế này. Đấy, cây rất là to nha đúng không? Thì cái giò này em chia sẻ cho các bác là mã số E15. E15 này em chia sẻ cho các bác với giá là 700.000 các bác nhé. 700.000. Em để lên cái ghế này cho các bác ngắm này. Đây, các bác thấy chưa? Nó rất là to luôn nhá. To cực kỳ luôn, E15 700.000 nha các bác nhé. Cái cây Samurai hoa trắng này thì hoa của nó ngoài cái việc rất là thơm ra thì nó lại có một cái ưu điểm tiếp theo, đó là rất là dễ trồng. Và hoa thì một năm sẽ ra hoa được khoảng độ tầm là vài 3-4 lần các bác nhé. Các bác mua bây giờ này, chỉ có khoảng tầm 1 tháng nữa em đảm bảo lại tiếp tục ra nụ. Đấy, cái giống này nó thế, đây các bác thấy chưa? Ghế ăn cỗ nhá, cây rất là cao. Tiếp đến thì em có những cái giò Samurai em treo vườn rồi các bác ơi. Trời ơi các bác ơi, dễ này, dễ rất là ưng luôn nhé. Cây này một giò thì rất là nhiều thân nha các bác nhá, rất là nhiều giả hành luôn. Các bác cứ về trồng cho em, chỉ 1 tháng nữa thôi em hứa với các bác là sẽ có hoa. Bởi vì cây này nó dễ ra hoa lắm. Mùa hè, riêng một cái mùa hè nó phải 2-3 lần ra hoa. Đấy thì những cái cây như thế này các bác mua về có thể là tạo thành những cái tác phẩm các bác nhá. Mình mua nhiều mình có thể tạo thành những cái tác phẩm, hoặc là mình có thể cứ thế này treo lên cũng được này. Đấy thì em chia sẻ với giá là 250 cho một giò. 250 cho một giò Samurai hoa trắng nhá các bác nhá. Rất là to và rất là nhiều thân luôn. Hôm nay nhà em về được rất là nhiều các bác nhá. Cây này em treo vườn rồi. Đây này. Nhìn này, dễ này, giá hết rồi các bác nhá. Đấy, 250.000 cho một giò. Tiếp đến thì em có những cái bông tam bảo sắc hoa trắng này cả nhà. Trời ơi, hoa của nó như là một cái suối hoa luôn ấy, hoa rất là thơm. Mình mua tầm này là để mình được chuẩn hoa luôn, khỏi cần bảo hành các bác nhé. Nhà em cây tam bảo sắc hoa trắng nhà em là cái dòng sơ mi mũi hồng các bác thấy chưa? Đấy, bầu nhá, cánh nó rất là bầu tròn và nó là sơ mi mũi hồng rất là đẹp luôn. Thì hôm nay em chia sẻ những cái cây tam bảo sắc hoa trắng như sau. Đầu tiên là một cây mã số B1. B1 này của em thì cây rất là dài và lá rất là mít xếp, với giá là 250.000 các bác nhá. Đấy, em lên một mã tiếp theo là một mã cây rất là xinh luôn, lá rất là to, bản lá rất là đẹp, mã số B5. B5 này thì cây tương đối to. Đây này các bác thấy chưa? Này đẹp chưa? Cây này em đã treo vườn được hơn 1 năm, gần 2 năm rồi. Nên là cây nó rất là ok các bác nhá, rất là khỏe luôn, ngồng hoa nó rất là dài. Đây là 280.000 cho B5 các bác nhá. Và lên một mã tiếp theo là mã B4. Đây, rồi ôi, cây B4 thẳng tít tắp luôn này. Đấy, B4, 280.000 các bác nhá. Rất là đẹp, cây này mà lên chậu là đẹp lắm đấy. Chẳng qua là em vội, em chưa kịp lên chậu đấy. B3 này, B3 280.000 này, thẳng tắp luôn, rất là đẹp luôn các bác ơi. Đấy, hoa thì thơm cực kỳ nha các bác nhá. Tam bảo sắc hoa trắng, hoa rất là thơm, dòng lá mít luôn đấy ạ. Tiếp đến thì em có một số cái giò hoàng nhạn. Một số cái giò hoàng nhạn em đã treo vườn, dễ rất là ok rồi các bác nhé. Đã ghép ở những cái cục gỗ nhỏ thì các bác về các bác có thể là cứ thế chơi, hoặc là các bác
đặt vào chậu cũng được. Với những cái chậu hoàng nhạn này nhà em thì em đã lựa những cái chậu đẹp nhất và đang có nụ các bác nhá. Nụ nhỏ như thế này các bác chơi rất là ok luôn. Bây giờ là tháng 6 à, như cái nụ này nó phải đến cuối tháng 6 nó mới nở hoa mất. Đây ạ, à, hôm nay là mùng 9 à, đúng phải cuối tháng 6 luôn. Đây ạ, à, mã E8 này em chia sẻ về giá là 300.000 các bác nhá. 300.000 giò hai cây rất là xinh luôn. E8 300.000 này. Em lên một mã tiếp theo là mã E9, em cũng chia sẻ về giá là 300.000 các bác nhá. 300.000 cho mã số E9. Và em lên một mã tiếp theo là một mã siêu phẩm VIP luôn. Một giò mẹ con tứ phía. Rất là nhiều con luôn này. Một con này, hai con này. Đấy, rất là đẹp luôn. Giò này em chia sẻ với giá là 350 cho em 10 các bác nhé. Rất là tiềm năng luôn. Đấy, mấy con luôn. Và đang có lụ. Lên một mã tiếp theo là E11. E11 này của em cũng rất là đẹp. Hai cây to. Nhưng mà có một cây nó bị sứt lá một chút các bác nhé. Sứt lá nó thành sẹo rồi, không ảnh hưởng gì đến cây cả. Mã này em chia sẻ với giá là 280.000 cho E11 các bác nhé. E11 280.000. Đấy, em lên một mã cuối cùng là mã số E12. Một giò VIP luôn, cây rất là to luôn. Cây to cực kỳ các bác nhé. Và mã này thì hai cây đều đẹp luôn. Đang có lụ rất là xinh. Mã E12 em chia sẻ với giá là 350.000 các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Về các bác cứ chơi cho em đảm bảo là ưng 100% luôn. Cả nhà ơi, tiếp tục là hôm nay em có được 3 giò Koki, Korak Koki giống xưa các bác nhá. Rất là đẹp luôn, bản lá mít. Cái này khi mà các bác trồng cho em thì cây nó đặt mở lá tối đa nó sẽ rất là cạ to. Nó phải to được tầm 5 khoảng 6cm trên một lá luôn. Đấy, bây giờ là cây nó vẫn đang trong quá trình phát triển các bác nhá. Các bác trồng đặt nó sẽ rất là, bản lá của nó sẽ rất là to. Mà cái cây Koki giống xưa ấy thì hoa của nó rất là thơm. Em mời các bác ngắm cái mặt hoa. Cái mặt hoa, các bác chờ em một cái để em lên cho các bác cái mặt hoa của cây này. Trời ơi các bác ơi, hoa của nó thơm dã man luôn. Thơm cực kỳ mà cái bông hoa của nó rất là đẹp các bác nhé. Em mời các bác ngắm này, đấy, ngồng hoa rất là dài. Khuôn to, cái giống xưa thì khuôn nó rất là to và nó tròn bầu cánh mai các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Với những cái cây Korak Koki đẹp như thế này các bác trồng cho em thì sang năm sau em đảm bảo với các bác là các bác có một cái giò lan phải hết sức ưng ý luôn. Đấy thì hôm nay em chỉ có 3 giò duy nhất thôi. Em lên cái giò đầu tiên là mã số E1. Giò E1 này của em thì đây các bác có thể thấy này, em đã ghép vào gỗ rồi các bác nhé. Ghép vào gỗ và đặt vào chậu rồi. Cây thì đang ra rễ rất là ok luôn, ổn định rồi. Và nó đang đẻ rất là nhiều con. Như cái giò này của em là đang có một cái cây to bên này này, lá rất là mít này, đang đẻ con này. Bên này cũng là hai cây luôn này. Đấy, mã này rất là lợi thế luôn nhé. Trồng sang năm sau là sẽ thành một bụi to luôn. Mã này là mã số E12, E1. Em chia sẻ về giá là 500.000 các bác nhé. 500.000 cho E1. Em lên một mã tiếp theo là E2. E2 là một mã siêu phẩm các bác ơi. Các bác nhìn rễ này xinh chưa? E2 với cái bản lá của nó rất là to, cây to và cao các bác nhé. E2 thì cũng đang đẻ con đây. Mã này là kiệt tác đấy các bạn. Mã này là một kiệt tác luôn. E2 này em chia sẻ với giá là 530.000 các bác nhé. 530.000, cây đẻ con rồi. Rất là đẹp, bản lá to, cây to đẹp các bác nhé. Chậu rất là lặng. Em lên một mã tiếp theo là mã E3. Mã E3 này em chia sẻ với giá là 500.000 hai cây. Dồi ôi, đẹp tuyệt vời và đang đẻ con rồi các bác nhá. Con tương đối to rồi đây này. Đấy, đẹp chưa? Cái này mà các bác về chơi em đảm bảo với các bác chỉ có mê trở lên thôi. Chỉ có đúng 3 chậu thôi các bác nhá. Bác nào nhanh thì còn, chậm thì hết. Rất là đẹp luôn. Đấy, 530.000 và 500.000 các bác nhá. Rất là xinh luôn. Và tiếp đến thì em có một cái lô này. Ôi giời ơi, cái lô này em định để thử đấy các bác. Em có khoảng 10 giò, em có khoảng 10 giò hay là 11 giò gì đó em treo ở vườn. Và và cái cây này là em định để thửa để đến sang năm để nó thành những cái tác phẩm đẹp các bác nhá. Bởi vì hoàng nhạn nó lớn rất là nhanh. Đấy các bác thấy chưa, cây nhà em ổn định này, cỏ mọc sung xuê rồi. Đấy, rất là đẹp luôn. Nhưng mà hôm nay em ra vườn em thấy hoa của nó đẹp quá các bác ơi. Ôi giời ơi, nó nở ra này các bác ơi. Bông 4N mà bông nó to, nó vàng, nó đậm, đẹp tuyệt vời các bác nhá. Đấy các bác thấy chưa, thơm cực kỳ luôn. Nên là em thấy nó đẹp quá nên là thôi mang về mấy chậu chia sẻ cho các bác luôn. Các bác về trồng cho em sang năm sau thì thôi rồi. Em đảm bảo với các bác một chậu này phải được 2 ngồng trở lên. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Các bác thấy chưa, cây đã ổn định hết rồi. Đấy thì hôm nay em chia sẻ cho các bác như sau. Đầu tiên là mã số E4. E4 này thì em chia sẻ cho các bác một giò 3 cây rất là đẹp như thế này. Đấy, 3 cây đẹp tuyệt vời như thế này. Với giá chỉ có là 450.000 thôi. 450.000 cho E4 các bác nhá. Tính ra rất là rẻ luôn. Cây thì ổn định hết rồi. Cứ thế mà treo lên thôi. Chỉ chờ nó lớn hơn là đẹp tuyệt vời các bác nhá. Lên mã E5 này. Các bác yên tâm này. Hoa này, hoa đẹp tuyệt vời đây. Em cho các bác xem một cái giò. Đâu rồi, cái điện thoại đâu rồi. Ở đây.
Em cho các bác xem bông ở vườn này. Cái giò này nó hoa nở cũng đẹp lắm, nhưng mà em không mang về bởi vì là cái chậu này nó không được đẹp. Đây các bác thấy chưa, chậu này nó có mỗi hai cây thôi nhưng mà nó xấu nên là em không mang về. Các bác có thể ngắm hoa này, hoa đẹp chưa, dã man chưa? À, không, đây đây đấy, đẹp chưa? Hoa này thì phê hết nước chấm luôn các bác nhá. Này, siêu đậm những cái bông 4N nhá. Nói thật với các bác đầy bông không đẹp được bằng bông đấy đâu. Đấy thì chậu này em chia sẻ với giá là 470.000 nhá. 470.000, cây rất là cao và đẹp, E5. Em lên một mã tiếp theo là E6. E6 VIP vìm vịp luôn này, to đẹp luôn này. Siêu rẻ cho một cuộc tình luôn. Đấy, em E6 là em chia sẻ cho các bác E6 với giá là 480.000. Đẹp hết nước chấm luôn các bạn, đẹp tuyệt vời. Đấy, lên một mã tiếp theo là mã số E7. E7 480.000 tiếp. Phê chưa? Đây là cỏ nó che nhá, vặt lá đi cây nó cao hơn các bạn, vặt cỏ đi là nó cao hơn, đây đẹp chưa? Đấy, lên một mã cuối cùng là mã số E8 với giá là 470.000. 470.000, đẹp tuyệt vời các bác nha. Các bác cứ lên chơi cái lô này, em đảm bảo với các bác chơi các bác chỉ có ưng thôi, các bác mua là các bác được. Treo lên là quá tuyệt vời đẹp. Đây, một giò hoàng nhạn mã số C11 với giá là 300.000. 300.000 C11, cái đôi đang có nụ luôn, lá mít. Lên một mã tiếp theo là C18. C18 này thì em thanh lý 150 này. 150 hoa bắt đầu tàn rồi. Đấy, C17 150 luôn này. 150 cho C17 các bác nhé. Đấy, và em có một cái giò tam bảo sắc trắng này, giò VIP, giò này 600.000 là giò B6. Đây các bác ơi, hai ngồng rất là dài luôn nhá, rất là đẹp luôn. Cây đằng sau thì đây, nó đang con này, con đẻ con rất là nhiều con luôn các bác nhé. Đấy, cái giò này là giò B6 với giá là 600.000, tam bảo sắc hoa trắng. Về chỉ cần treo lên thôi, rất là tiềm năng. Em có mấy cái cây hoàng nhạn A3 này, còn là 5 cây nữa thôi. 180.000 cho một cây các bác nhá. 180.000 cho một cây hoàng nhạn A3. Hoa vàng lưỡi trắng, em mời các bác ngắm hoa này, hoa ở trong lô này. Hôm vừa rồi nó lở các bác. Đây. Đẹp chưa? Chuẩn màu luôn nhá, hoa vàng lưỡi trắng luôn. Đẹp tuyệt vời luôn. Đấy thì giò này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 180.000 cho một giò. À, em có hai cái giò hỏa hoàng cam này. Hỏa hoàng cam đẹp lắm các bác ơi. Đầu tiên là một cái giò ngọn xoáy. Trời ơi các bác ơi, các bác nhìn này. Xoáy, vừa xoáy vừa nhăn luôn. Đấy, cái giò này của em thì nó đang có rất là nhiều con. 1, 2, 3, 4 con gì đó. Rất là nhiều con các bác nhé. Cây bên này rất là nhiều con luôn. Mỗi cây đều phải đến 4 đến 5 con luôn các bác. Giò này là giò E14 các bác nhé. Em chia sẻ giò này với giá là 350. 350 cho giò E14 hỏa hoàng cam. Hoa có mùi vị của vỏ cam, rất là dễ chịu. Và cây này thì một năm nó cũng sẽ ra hoa được nhiều lần lắm. Khá nhiều lần. Nó chắc là phải được tầm khoảng 3-4 lần gì đó. Rất là nhiều lần các bác. Từ đầu năm đến giờ lứa hoa này là lứa thứ 3 rồi các bác ơi. Đấy, rất là đẹp nhé. Thì bác nào lấy giò này chốt cho em là E14 với giá là 350. Ngọn xoáy xoay. Và tiếp đến một giò siêu phẩm luôn, E13. Giò này của em thì đang có rất là nhiều nụ đang lên này các bác ơi. Các bác thấy chưa? Nụ này. Ấy, xịn sò chưa? Đấy, thì giò này của em thì nhiều cây hơn, giò to hơn mà. Và rất là nhiều con các bác nhá. Giò này tương lai là các bác trồng cho em là vài bữa nữa lở rất là nhiều hoa. Bởi vì nó đang lên rất là nhiều nụ đây này, lại nụ nữa đây này. Đấy, rất là nhiều nụ nhá. Thì giò này là giò E13. Em chia sẻ với giá là 450 các bác nhá. Giò to và đẹp. Nói chung là giò to lắm các bác về này. Cứ thế mà chơi thôi. Đấy, E13 với giá là 450. Hỏa hoàng cam. Cả một giò to như thế này tha hồ mà chơi. Về chơi cho em thì thôi rồi, có mỗi hai chậu thôi nhá. Hết hàng, hàng này nó có ít. À, tiếp đến thì em có một giò phi điệp này, một giò tím tre yên lập rất là đẹp luôn. C7 các bác nhá. C7 này, C7 em chia sẻ với giá là 4. Thôi lấy các bác 380.000, hôm qua là bán 400.000, hôm nay lấy 380.000 nhá. Một thân, hai thân, 3 4 5 5 thân lụ, 6 thân lụ các bác ơi, rất là nhiều lụ, 7 thân lụ luôn. Rất là nhiều lụ luôn các bác nhá, với giá là 380.000, tím tre yên lập C7 rất là đẹp luôn. Đấy, lên một mã tiếp theo là một giò siêu phẩm VIP luôn. Giò này của em thì là một giò hồng cao bằng. Giò này của em rất là đẹp các bác ơi, đây em mời các bác ngắm này. Đẹp chưa, lúc này nó đang tối rồi. Thân lụ nhiều lắm, nó phải tầm trên 10 thân lụ, mầm rất là nhiều. Giò hồng cao bằng C8 này em chia sẻ với giá là 600.000 các bác nhá. VIP vìm vịp luôn các bác ơi. Đây ạ, này, thân này. Đẹp tuyệt vời luôn nhá. Nụ này, nụ nhiều lắm. Chắc phải trên chục thân lụ luôn. Rất là nhiều luôn. Lên một giò
Tím yên tử này, một giò tím yên tử, giò này của em là C9, em chia sẻ với giá là 700.000. Một giò siêu to khổng lồ các bác ơi, nó to lắm là to luôn. Nụ rất là nhiều các bác nhá, nụ nhiều vô biên cương, mầm gốc cũng nhiều vô biên cương không kém luôn. Đấy, bác nào lấy giò này thì chốt cho em nhá. Giò này em chia sẻ với giá là C9 700.000. C9 700.000 lấy các bác 680.000. Đẹp tuyệt vời các bác ạ. Hơi tối đúng không? Em đứng bị sấp bóng, chẳng biết đứng kiểu gì. À đây, đứng kiểu này. Đây, các bác thấy chưa? Nó vẫn tối, tại vì hôm nay em quay trưa nên nó nắng nó hắt vào nên nó tối. Rồi đẹp lắm các bạn, nếu các bác mua hàng mà xấu em cho các bác giả về luôn. Siêu phẩm VIP. Lên một giò mít iPhone, một giò mít iPhone rất là đẹp luôn này. Xịn sò chưa? Hết nước chấm luôn. Giò này của em có một thân tím tre yên lập nhá và một thân mít iPhone. Đấy thì giò này của em là mã số C10, em chia sẻ với giá là 250. 250 cho giò mít iPhone này, sao tối thế nhỉ? Đẹp tuyệt vời các bác nhá. Thân nụ này, nụ rất là nhiều luôn. Nói chung là rất là đẹp các bạn. Các bác cứ mua đi, đảm bảo đẹp hơn quay rất là nhiều. Quay buổi trưa này nó rất là bị thiệt thòi. Nó nhìn nó không được sáng. Em có hai giò kiều trắng cánh mai này. Kiều trắng cánh mai mã số A5 với giá là 350. A5 là 350 và mã số A17. À kia là A15 nhé. A15 350 và A17 là 300.000. Đang lên mầm này, đang lên mầm rất là khỏe luôn nhé. À, địa lan quân tử là 100.000 cho một chậu này. Địa lan quân tử, cây rất là to nhé. Cây rất là to luôn. Mít rụt 100.000 một chậu này. À, thạch hộc tía này, một cái loại vừa là lan vừa là một loại thuốc quý này. Thạch hộc tía mã số 1 này 100 này, mã số 2 100 này, mã số 4 là 150 này. Đấy, rất là đẹp. Mã số 5 là 100.000 này. Mã số 6 là 150 tiếp này. Để bác nào lấy thạch hộc tía thì báo em nhé. Tiếp đến thì em có kiều này, kiều tím miền Trung nhé cả nhà. Lên một giò rất là to luôn. Giò này đi, giò này to và đẹp lắm. Đây này, to, cực kỳ là to luôn. Giò này của em là mã số B16. Hôm trước em bán là 600.000. Hôm nay em để cho các bác với giá là 550 nhé. Để cho các bác 550 giò này. Ngồng hoa rất là to luôn. Cây rất là đẹp luôn. Đấy, B16 nhé. Để cho các bác là 600.000 thì hôm nay để các bác là 550. Giò rất là to và rất là đẹp. Nói chung là chắc chắn các bác sẽ ưng khi mà nhận hàng. Lên một mã tiếp theo là mã số C4. Em chia sẻ với giá là 350.000 các bác nhé. 350.000 cho cái giò này. Giò này của em thì cũng đang có một ngồng vừa mới nở hôm nay đấy. Kiểu tím miền Trung, hoa cánh mai tròn rất là đẹp. Đấy, 350.000. B14 này cũng là 350 này. Thân tơ tít rất là nhiều này. Ôi trời ơi, cái chùm hoa của nó này. Phê, cực kỳ là phê luôn. Đẹp như Thủy Kiều luôn. 350 giò này nhá. Giò này là B14. Và em lên một giò tiếp theo là giò số A18. Giò này 300.000 các bác nhá. Hoa của nó cũng chuẩn bị nở rồi. 300.000. Lên một giò cuối cùng. Giò này là giò B17 với giá là 400.000. B17 nhá. B17. Đấy này, đẹp chưa? 400.000 này, ngồng này. Hoa này, cánh mai tròn đẹp cực kỳ luôn. Đấy, 400.000 cho giò này các bác nhá. Đấy, tiếp theo thì em có cái giò kiếm này. Mai Nguyệt này, giò này giò Mai Nguyệt là C2 này. C2 về giá là 250 nhá. Một giò Mai Nguyệt này. Cánh bầu rất là đẹp các bác nhá. Mai Nguyệt cánh bầu đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, đang có một ngồng hoa. Thì giò này em chia sẻ với giá là 250. C2 các bác nhá. C2 một dòng lan va, kiếm dòng va đột biến rất là đẹp luôn. Và tiếp đến là C1 ánh tím Thái Nguyên. Giò này thì đang có nụ rồi các bác nhá. Đây là nụ này. Nụ này, mấy cái nụ luôn, nụ mập tròn xoe. Đấy, giò này thì anh tìm Thái Nguyên C1 em chia sẻ với giá là 200.000 các bác nhé. Đấy, một dòng lô hội va được rất là nhiều bác quan tâm. Cả nhà hôm nay em tiếp tục về hồng thảo hồng hà này. Hôm nay em về được chục chậu hồng thảo hồng hà rất là đẹp. Thật sự luôn là cây này thì rất là nhiều bác hỏi em. Cây này thì mặt hoa của nó phải nói là đẹp tuyệt vời các bác nhé. Hồng thảo hồng hà, giá của nó vẫn rất là cao các bác ạ. Cây trưởng thành vẫn rơi vào 1,5 triệu một thân. Thì hôm nay em chia sẻ, hôm nay về rất là nhiều đẹp luôn. Thì em lên hồng 8 này. Hồng 8 này, một chậu này rất là nhiều thân các bác nhá. Hồng 8 này em chia sẻ về giá là 400.000 các bác ơi. Hôm nay trời tối quá các bạn, nhìn video là hơi tối. Đấy, hồng 9 này, hồng 9 300.000 này. Hồng 9 300.000 các bác nhá. Đấy, lên một mã tiếp theo là hồng 10. Hồng 10 này cũng có giá là 300.000 này. Hồng 10, 300.000. Đấy, lên một mã tiếp theo là hồng 11 này. Hồng 11 rất là nhiều thân các bác nhá. Hồng 11 rất là nhiều thân luôn. Có giá là 400.000. Và hồng 12 này, hồng 12 này cũng có giá là 300.000 các bác nhá. Đấy, tiếp đến thì em có cái cây lục vân này. Lục vân cánh bầu lưỡi đỏ rất là xinh.
Đấy, lục vân thì hoa của nó rất là đẹp. Lục vân thì mã số lục vân 1 là 250 này. Đấy, lục vân 2 là 350 này, nó nhiều thân hơn các bác nhá. Thiên thảo tuyết sơn là 450.000 cho một chậu nhá. Thiên thảo tuyết sơn 450.000 cho một chậu. Mặt hoa của thiên thảo tuyết sơn này ạ, em mời các bác ngắm. Một dòng chu lan hoa cực kỳ thơm và hoa của nó nở vào mùa thu các bác nhá. Sắp tới là nó sẽ có lụ có hoa chơi ạ. Đấy, hoàng đế xanh này, hoàng đế xanh là 220 một chậu này. Đấy, hoa nở Tết, hoa bền 2 cho đến 3 tháng luôn, chậu to đùng luôn, 220.000 cho một chậu này. Chồn trắng tinh này, chồn trắng tinh là 180.000 cho một chậu chồn trắng tinh. Tiếp đến thì em có cây đông sơn hắc hà này, hoa màu đen này rất là đẹp luôn, cái này hoa đen các bác nhé. Đông sơn hắc hà em chia sẻ về giá là chậu này là 4 thân và 2 măng mầm, 650 các bác nhé, 650 cho cái độ chậu đông sơn hắc hà này. 650 hoa màu đen các bác nhé, thực sự luôn, cái dòng địa mà hoa Tết. Hoa rất là thơm và đặc biệt nó có màu đen là cái màu địa đắt nhất trong các màu luôn các bạn, màu đen hiếm nhất. Lên tiếp cây mãn trường hồng này, mãn trường hồng chậu này là chậu VIP 1 này. Mãn trường hồng hoa đỏ rất là đẹp nhá các bác nhá, hoa nở Tết. Mãn trường hồng VIP 1 em chia sẻ về giá là 450, rất là xịn sò luôn. Đấy, đẹp, to và rất là nhiều mầm. Những cái chậu như thế này này, VIP này là VIP 5 nhá, VIP 5 này cũng là 450 này. Đấy, còn thường thường như chậu VIP 4 này ít thân hơn một chút thì em để với giá là 400.000 nhá. Đấy, tiếp đến thì em có cái chậu Triều Châu Tố Hà này, 1.1 triệu này. Măng mầm to, 2 măng mầm luôn, 1.1 triệu cho Triều Châu Tố Hà các bác nhá. Đấy, hôm nay thì video hơi dài thì các bác theo dõi thì đặt hàng gọi điện cho em các bác nhá. Em có một cái giò Phú Thọ nữa này, cổ tiết, dòng lỗi lá cổ tiết. Mũi trắng, giò Phú Thọ này của em có 8 hay là 9 thân hoa ấy. Bắt đầu lấy giò này em để cho các bác với giá là 800.000 nhá, 800.000, lấy 700.000, 700.000 cho giò Phú Thọ này, 5 cái trắng Phú Thọ dòng lá mít và mũi trắng nhá, dòng cổ tiết mũi trắng rất là đẹp luôn. Đấy thì các bác đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 553232 hoặc số điện thoại là 0932 292299. Em xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của em nhé. Hẹn gặp lại các bác vào những cái video tiếp theo ạ.